sáng ra làm tí men lá này cũng tỉnh đấy nhở. Uống đây làm thằng này mày ngáo à? Ôi thôi làm sao? Thôi khả năng là thất bại rồi. Hôm nay em không uống đâu. Quả quẻ này, bung bét này, xấu này. Ôi ôi, em nói thật anh bao nhiêu lần gieo quẻ nên không có bao giờ ra quả quẻ xấu này luôn. Em hôm nay em uống em toang luôn. Mày còn ngu hơn cả mấy thằng tao gặp sáng nay. Mấy cái thằng đi min khờ ấy hả? Hả? Đã ngu còn tình tưởng. Tao còn bảo là bạn bố tao mới kinh. Mặt giận. Mày mà ăn mất dậy? Mày chửi tao á? Em chửi mấy thằng đi min khờ mà. Anh cho em cái địa chỉ nhá, đời em sang em tháo phanh nó luôn. Bố cái loại tưởng Chiến nó ngói sang tháo phanh, nhục như con chó ấy. Nhục đi thế cũng là Chiến, không thì anh ok phát em đi luôn. Mày nhớ mồm mày nhá, lúc nào tao gặp chúng nó tao gọi mày. Anh không phải nói nhiều đây, không chết không về nhá. Được rồi. Chén rượu này thay lời sinh tử chiến, được chưa anh? Ôi kình mõm. Chết. À, uống. Thằng nào động vào anh? Thằng nào? Bơi vào. Ai? Bước quan sát thằng này nhá. Bụt luôn. Ai? Mày ăn nào đúng không? Em ăn gì anh? Cái vừa nãy thằng nào kêu là gieo quẻ hôm nay không uống được. Hả? Bây giờ mày ạ. Đây rồi anh. Anh. Định chiến với ai? Dạ? Có mấy thằng đi min khờ nó định chơi anh Khương anh ạ. Con nào? Mấy con lợn đấy. Anh Khương kể rồi em cũng chưa gặp bọn đấy. Ra ngoài uống nước để bọn anh nói chuyện. Dạ. Em xin phép. Này, lấy cái giấy ở đây. Cẩn thận quá. Ủa đây anh ơi. Tí còn phải lái xe. Rồi. Cái bản bé bằng cái mắt mũi này, công an nào dám tóm anh em mình. Cái này nó là nguyên tắc rồi, chứ không liên quan gì đến công an. Đã lái rượu thì không uống xe. Chuẩn luôn. Em không biết bọn đấy là bọn nào. Ngứa đèn lắm. Phải thằng này không? Đúng con lợn này anh ơi. Mặt dẻo người chảy chảy. Không vâng bằng em. Nó nói gì với mày? Nó bảo quen ông già. Còn nói gì nữa không? Hết anh ạ. Từ lần sau em fan nào em phải hỏi kỹ luôn. Tốt nhất là nên tránh bọn nó ra. Cả cái thằng Tuấn này nữa. Sao thế ạ? Anh đâu? Rất là lạnh lùng boy luôn. Rủ dê anh Khương đi làm bậy làm bạ thì đừng có trách anh nhá. Mọi người ơi, đi bắt Phùa đuổi lên xe. Đi con, đi con. Bác ơi, đi bác ơi. Lên xe chạy bác ơi. Anh ơi, bắt Phùa đuổi anh ơi. Bắt tao đây, mở to mắt lên. Mở. Biết bọn ngủ mày là ai không? Mày dám bắt khách trên đất này không? mày nhìn cho rõ nhá. Từ giờ trở đi con lấy xe ở Toàn Lâm, bố mày giết. Vâng ạ, vâng ạ. Thôi tôi cũng không đi đâu, không xin nữa. Em ơi đại ca. Em ơi đại ca. Mời anh em ạ. Sao rồi? Người của mình đã ở bên ngoài ngôi nhà, chỉ cần có lệnh là ập vào. Bọn chúng không đề phòng. Không quan trọng. Khi thằng Dương đang tung hoành trên bản mọc ấy, lúc đấy anh còn đang nghịch đất ở trong vườn. Tôi không hề anh lấy tự tin ở đâu. Nhưng mình cũng cần phải cho chúng nó biết ai mới là người thực sự có tiếng nói ở đây. Bớt diễn đi con trai ạ. Nhà này chỉ cần một thằng điên là đủ rồi. Con sẽ làm thật, nếu như bố cho phép. Đại ca! Chúng nó! Mèo nó nuốt mất lưỡi mày à? Hả? Chúng nó đang bao vây ngoài kia đâu lắm ạ! Chiến! Tôi nhớ là anh không ưa bạo lực mà. Dã thú nó chỉ tấn công người khi mà nó bị đe dọa. Anh cảm thấy nguy cơ lớn quá. Bọn buôn ma túy thì không có việc gì chúng nó không dám làm. Nhà mình thì còn U và thằng Khương. Con nghĩ là tiên hạ thủ vi cường. Anh nghĩ là anh hiểu bọn nó hơn tôi à? Bảo bọn lâu la rút hết về đi. Đời tao ghét nhất mấy thằng thập thò. Thích thì vào nhậu, không thích thì cút. Đại ca, mấy con lợn té rồi. Bố mới thật cứng nhắc. Con đã làm theo ý bố và con cũng đã để lại một lời nhắn. Bố chơi tiếp chị ạ.